Trong những chiếc flycam giá rẻ nhất hiện nay trên thị trường mà được trang bị gimbal chống rung hai chụp cho camera chính là con flycam này anh em ạ. Đó là con ZD011 Pro. Trong tầm giá khoảng 2 triệu chúng ta sẽ có là gimbal chống rung hai chụp cho camera có trang bị GPS. Thì mình nghĩ đó là hai cái đặc điểm thực sự là tốt trong cái tầm giá này rồi. Không nhiều những cái sản phẩm trong cái tầm giá này mà được như con này anh em nhé. ZD011 Pro thì chúng ta có thể mua thêm một cái thành phần cảm biến vật cản gắn ở trên lưng như thế này nếu như anh em nào chúng ta muốn có thêm cảm biến vật cản. Con này thì ngoài chức năng là bay để tập chơi, tập trải nghiệm ra thì mình thấy là với cái chất lượng camera của nó thì hoàn toàn có thể phục vụ cho anh em quay cái mục đích công việc khảo sát địa hình, đúng không? Thám thính tình hình ở phía dưới. Mình thấy là cũng đủ và đáp ứng được. Có những anh em trên YouTube test bay xa con flycam này, bay trên 2 km bay được và chứng tỏ một điều rằng là thực sự là quá bá đạo trong phân khúc giá này rồi. Tầm 2 triệu mà bay hơn 2 km thực tế là không có nhiều những chiếc flycam làm được cái khả năng này anh em nhé. Nếu các bạn chưa flycam nhiều và chúng ta tìm hiểu nhiều thì thấy là trước đây thì các bạn phải bỏ ra một số tiền đâu đó tầm khoảng 4 triệu trở đồng trở lên thì chúng ta mới có được một chiếc flycam với những đặc điểm của con này đang sở hữu. Còn bây giờ thì với tầm giá là 2 triệu thôi, chúng ta đã sở hữu một chiếc flycam có thể nói là thực sự là tốt. Anh em thấy là cái thiết kế bên ngoài nhìn con này cũng rất là đẹp luôn. Chất nhựa xám và nó hơi nhăm nhám một chút. Con này ngoài những cái ưu điểm mình vừa kể trên thì phía dưới bụng nó cũng có cảm biến bụng này để giữ ổn định cho anh em mà khi mà cất hạ cánh này. Có 4 đèn led ở phía dưới bốn trục này. Động cơ là động cơ không trổ than. Đấy, thời gian bay là 20 phút. Đấy, phạm vi 20 phút và phạm vi bay an toàn đâu đó tầm khoảng từ 6 đến 700m, còn bay xa hơn phụ thuộc vào khá nhiều vào cái môi trường bay. Và bay maximum thì có thể lên tới tầm 3 cây đó anh em, hơn 3 cây. Có thể nói là cực kỳ là khỏe và cực kỳ là trâu luôn. Đây là cái nắp chụp camera thì chúng ta sẽ bung ra. Đấy, như mình đã giới thiệu đây là sẽ là gimbal hai trục anh em nhé. Đấy, trục lên này, trục tiêu này và trục xoay như thế này. Đó là hai trục. Đó, đây là cái khoang pin của cái con flycam này, em sẽ lắp pin vào đây. Với pin của nó thì nó để trong một cái hộp rời riêng như thế này anh em này. Đây là tay cầm điều khiển của cái con flycam này. Tay cầm điều khiển thì có màn hình led hiển thị thông số cho đây. Đó, màn hình led hiển thị thông số, mức pin phải là cam, mức pin tay cầm, điểm GPS này và tầm cao tầm xa. Đấy. Và trên tay cầm này thì cũng có đầy đủ những chức năng, nút return home này, bật tắt GPS và nút kali lại la bàn và mặt phẳng này. Trên đây thì chúng ta sẽ có là nút xoay vận tốc này và lăn điều chỉnh góc camera cụp lên cụp xuống này. Đó, tay cầm điều khiển. Đấy, như vậy thì mình thấy là trong tầm giá 2 triệu hiện nay nhá thì có thể nói là mình đánh giá luôn là cái con này thực sự là chất lượng nhất. Nếu mà chúng ta đang tìm kiếm một chiếc flycam trong tầm giá khoảng 2 triệu đấy, hoặc là ví dụ dưới 2 triệu anh em có thể nhích lên một chút để anh em mua con này luôn thì có thể là cho cái trải nghiệm bay rất là ok đấy. Đây là cái phần chỗ để anh em tháo ra để lắp cái cảm biến vật cản lên đây. Cảm biến vật cản thì sử dụng cái công nghệ laser thì mình phân tích kỹ một chút, đó là cảm biến này á là cảm biến mà hỗ trợ một phần nào đó để cho anh em có thêm cái trải nghiệm chơi là cảm biến vật cản thôi chứ nó không thể nào mà an toàn tuyệt đối mà chúng ta lắp vô anh em cũng không thể nào mà em hoàn toàn là bay lơ là hay là ý vào cái cảm biến vật cản này được. Cảm biến này thì chúng ta bay tốc độ vừa phải và cái vật cản nó cũng phải đủ lớn. Nếu mà nó nhỏ quá, nó ví dụ sợi dây điện hay một cái gì đó nó nhỏ quá, kích thước nhỏ thì đôi khi nó phản xạ không kịp. Thành ra là chúng ta vẫn phải bay thì chúng ta vẫn phải là tập trung bay. Lắp cảm biến vật cản rồi thì anh em bay phải tốc độ chậm, tốc độ vừa phải đấy, trung bình thì cảm biến nó mới hoạt động ok được. We'll be right back.
Thì nói mình so sánh với con SG 108 Pro thì mình thấy là cái con ZD 011 Pro này nó vẫn thua con SG 108 Pro anh em nhé. Con Flycam SG 108 Pro thì cũng có gimbal chống rung 20 thôi, nhưng mà rung này nó cho cái độ ổn định tốt hơn này, ổn định tốt hơn. Và cái góc nhìn của camera nó cũng rộng hơn. Về cái chất lượng camera, về cái độ sắc nét màu sắc, mình thấy là SG 108 Pro nó cũng nhỉnh hơn một chút xíu so với con ZD 011 Pro. Đó, nếu anh em mà đặt camera hai con này cạnh nhau thì anh em sẽ nhìn kỹ một chút thì con này vẫn nhỉnh hơn một chút về cái độ sắc nét ha. Còn về cái những thông số khác thì mình thấy cũng tương đương nhau này. Mức pin này, phạm vi bay xa này, bay cao này. Đó. Nhưng mà thậm chí đôi khi cái con này này anh em này, ZD 011 Pro nó còn cho cái cả sóng cùng một môi trường bay, nó còn sóng nó còn khỏe hơn cái con này luôn anh em ạ. Nhưng mà nếu anh em chỉ bay đâu đó tầm khoảng dưới 1 km thôi thì chúng ta không quan trọng lắm về cái tầm sóng bay hơn một cây, thì thế là hai con này nó như nhau. Đó, động cơ không trở than cũng như nhau này, nhưng mà cái con SG 108 Pro nó nặng hơn anh em nhé, to xác hơn nên là nó sẽ khăng gió là nhỉnh hơn một chút so với cái con ZD 011 Pro này. Cả hai con thì ở phía dưới nó đều có cảm biến bụng này. Đó. Cái con này là 2,5 triệu thì con này 2 triệu thì nó thua 500k thì nó là nhỉnh hơn. Nên anh em nếu mà chúng ta muốn hơn một chút thì chúng ta có thể cân nhắc cái con SG 108 Pro này. Cả hai mẫu Flycam đều chất lượng trong tầm giá thôi, nó chỉ khác nhau phân khúc giá, thì anh em vừa túi tiền cái con nào thì anh em chúng ta có thể chọn lựa cái con đó để chơi.